buông không xuống quên không được hãy cứ phó mặc cho thời gian thời gian giúp ta nhìn rõ mọi thứ Lời nói dối dẫu đẹp đến đâu, tâm cơ dẫu sâu sắc thế nào, thì khi thời gian trôi sự thật cũng có ngày hiển lộ. Thời gian có thể vạch trần mọi lời dối trá, có thể giúp chúng ta nhìn thấu được lòng dạ của cuộc đời. Thời gian không bao giờ nói dối, giúp chúng ta nhìn thấu được tâm can, kiểm chứng được đâu là điều chân thật và đâu là điều dối gian. Theo thời gian trôi, những tình cảm hời hợt sẽ tan, những tình bạn chân thành sẽ càng thêm nồng nàn như rượu ủ lâu năm. Thời gian không bao giờ nói dối, giúp chúng ta tránh xa những kẻ đạo đức giả, khiến những kẻ tiểu nhân hiện rõ nguyên hình, thời gian không bao giờ nói dối, dần dần đưa sự thật bày ngay trước mặt để đến khi ta dần dần thức tỉnh mới biết rốt cuộc mình đã phạm phải sai làm gì. Thời gian dạy cho chúng ta rằng trong giao thiệp giữa người với người thì nên cẩn trọng từng hành vi lời nói, những lúc bị người đời hiểu lầm, trong tâm hãy tĩnh lặng như nước mùa thu thời gian dạy cho chúng ta hiểu rằng đối đại với giả dối thì chỉ cần nhìn rõ chứ không nhất thiết phải nói ra đối đại với toan tính sau lưng thì chỉ cần nhìn thấu chứ không nhất định phải vạch trần thời gian đã dạy cho chúng ta quá nhiều dẫu là bất cứ ai hay bất kể sự tình nào cũng không đáng để ta phải quá sau so đó tính toán lãng phí tâm can và sức lực nếu thứ đó là của bạn thì sẽ không chạy đi đâu mất còn như không phải của bạn thì dù có tranh giành thế nào sau cùng thì cũng chỉ vô ích uổng công thời gian luôn trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ cứ như thế đã có rất nhiều thứ đổi thay thời gian luôn giữ im lặng nhưng lại giải thích được rất nhiều điều có những sự tình đợi đến khi bạn dần dần thức tỉnh mới biết đó là sai lầm có những điều đợi đến khi bạn thật sự buông bỏ mới hay nó không quan trọng như bạn nghĩ ban đầu nhiều vấn đề không có câu trả lời có thể đó chính là đáp án sau cùng nhiều chuyện tình không có kết quả có thể đó là kết quả tốt nhất trưởng thành là hai chữ mang trong mình quá nhiều trải nghiệm có thể ta không nhận được bất cứ thứ gì thậm chí sẽ phải mất đi nhưng những điều bạn nhận được và mất đi ấy là tốt hay là xấu thì chỉ có thời gian mới có thể chứng nghiệm thứ ít ỏi bạn còn lưu giữ được nói không chừng có khi lại là điều tốt nhất có những khi ta chợt nhận ra có biết bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời của mình, có những người bất tri bất giác mà cảm tình dần dần pha nhạt, lại có những người âm thầm lặng lẽ mà ngày càng gắn bó với ta có những người rõ ràng là thân thiết trong giấy mắt đã trở thành xa lạ có những cảm tình trước nay bạn không thèm để ý đến nhưng giờ đây lại khiến bạn cảm động sâu sắc mãi không thôi thời gian âm thầm lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại không ngừng thay đổi chúng ta thời gian không nói một lời nhưng vẫn luôn giải quyết mọi sự thời gian mỗi ngày cứ thế trôi đi dường như không có gì thay đổi nhưng khi ngoảnh đầu lại quá khứ chợt nhận ra mọi thứ đã đổi thay khi mà bạn nghĩ không thông nhìn không thấu buông không xuống quên không được, nếu không ngại thì hãy giao lại toàn bộ cho thời gian, nhất định bạn sẽ có được câu trả lời tốt nhất. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.